Sáng ngày 26 tháng 5, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổ chức hội thi chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Tham dự hội thi có 6 đội đến từ Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đội trải qua các phòng thi, giới thiệu về đội dự thi, thi trắc nghiệm, xử lý tình huống và thi hát karaoke. Nội dung các phòng thi tập trung vào tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng. Thi hát các ca khúc ca ngợi về quê hương, đất nước, các ca khúc ca ngợi các gương điển hình tiên tiến. Kết quả giải nhất thuộc về đội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh. Dịp này, khối thi đua cũng biểu dương khen thưởng cho 6 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.